Từ mùng 1 tháng 8, thông tư 58 quy định quy trình cấp đổi thu hồi đăng ký biển số phương tiện cơ giới đường bộ, các xe kinh doanh vận tải đổi từ biển trắng sang biển màu vàng có hiệu lực. Sau gần một tháng triển khai, số lượng chủ xe doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục cấp đổi biển vàng cho xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh rất ít. Đội đăng ký xe Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các thủ tục về đổi biển rất nhanh gọn, chủ phương tiện không cần mang phương tiện tới cơ quan đăng ký mà chỉ cần chứng minh sở hữu hợp pháp và thông tin xe. Trên cơ sở đó, cơ quan đăng ký xe truy cập hệ thống và ra các thủ tục để đổi biển và cấp ngay biển số theo quy định, đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến công việc kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do e ngại về việc nộp thuế, thời hạn đổi biển số lại dài nên nhiều chủ xe, doanh nghiệp vẫn còn tâm lý trông chờ đến hạn cuối mới thực hiện việc đổi biển, nên phương tiện làm thủ tục cấp đổi mới biển số vàng những ngày qua chưa nhiều, chỉ có hơn 250 trường hợp đến làm thủ tục. Trước đây, để phân biệt xe kinh doanh vận tải và xe không kinh doanh vận tải rất khó khăn, hoạt động xe dù, xe nhái thương hiệu rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của những doanh nghiệp kinh doanh vận tải chân chính. Trước mắt thì thực ra thì em chưa đổi biển, nhưng mà em nghe sơ sơ thì em thấy như thế là hay ạ. Bởi vì là nếu giữa cái biển trắng và biển vàng nó phân biệt giữa kinh doanh vận tải và không kinh doanh vận tải thì mình dễ quản lý hơn ạ. Thực ra là bây giờ xe họ có thể khi họ không có cơ quan chức năng thì họ cắm biển vào, họ chạy, họ đón khách. Ví dụ có cơ quan chức năng thì họ báo cho nhau là họ lại tháo biển ra, thế nên là không quản lý được. Việc nhiều doanh nghiệp, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải ô tô trên địa bàn theo hình thức trá hình, xe dù thời gian vừa qua đã làm thất thu thuế của nhà nước cũng như cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh vận tải. Là việc đổi biển số từ nền trắng sang nền vàng đối với phương tiện kinh doanh vận tải ấy, thì là tôi thấy là hợp lý. Bởi vì đối với lực lượng thanh tra giao thông chúng tôi cũng như là lực lượng công an giao thông là dễ kiểm soát, dễ nhận biết và xử lý kịp thời những cái phương tiện mà không đăng ký kinh doanh vận tải hoặc là đăng ký kinh doanh vận tải mà không có giám sát hành trình mà lại không thực hiện theo cái giám sát hành trình của mình, thì chúng tôi xử lý một cách nghiêm túc và dễ xử lý hơn đối với các cái phương tiện trong thời kỳ hoạt động kinh doanh vận tải theo phương thức là xe dù bến cóc như trước. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, việc đổi biển số sang màu vàng tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý phương tiện vận tải, giúp cơ quan quản lý đánh giá được tác động của hạ tầng cũng như công tác điều hành tổ chức giao thông sao cho hợp lý nhất, tránh ùn tắc và tai nạn.